một cái lễ hội xăm mình. Nhưng mà có lẽ mọi cái ánh nhìn đổ về cái tiệm tóc rồi anh Chí ơi. Kỳ vậy ta. Đây là chữ duyên nha bà con. Có người đọc kêu là quẩy lên. Kêu ông Minh cũng xăm chữ quẩy lên trên đầu quá. Sốc thật. À, bây giờ anh Chí không chỉ tả trắng đen trên tóc nữa mà màu nào cũng có đúng không anh Chí? Đó. Bà con có muốn vẽ một bức tranh trên da đầu của mình không? Qua anh Chí vẽ cho. Xong mà mình vẽ mình thấy đẹp đẹp cái mình đi xăm, đúng không? Đặc biệt hôm nay vô đây là free. Free free. À, anh Chí đang làm free nha. Anh em ghi vô để có slot thì giờ tối giờ anh rụng tay chết luôn. À bình thường là anh Chí không có lấy tiền. Được không? Bây giờ em phi ra luôn mà. Không tiền chứ bộ được Chí làm nó mới đơn giản lắm trời. À. Bây giờ khách nào mà lấy tiền anh đâu có làm đâu. Anh Chí dạo này hớt tóc từ thiện không à bà con? Không có lấy tiền. Bởi vậy tôi là nghệ sĩ nghèo là tôi mới đi tìm những người hớt tóc từ thiện để chơi nè. Nhưng mà vô mới hớt buồn nghĩ à. Đa số lúc nào cũng buồn hết đó. Nhưng mà anh ra đời ảnh lúc nào cũng vui. Trời ơi. Trời ơi, lung linh quá. Đời này đẹp xanh như nồi canh luôn. Đời đẹp hơn tôi mới chịu. Nhìn thấy như tôi rong muốn vậy trời. Cái ổ đó tôi xanh quá chồng ơi. Nhìn là muốn lụm liền à. Mời ơi, hỏi cho mời. Ê chị, mai mốt trước khi bà lụm tôi đi qua gặp Chí nha. Ừ đúng á. Hay là mai mốt trước khi trước khi lụm là chồng qua đi mắc gấp đi. Để vợ cảm hứng hơn hiểu không? Hai người đàn ông làm đẹp cho nhau bằng cách này bà con. Đàn bà mình là rất ít khi làm đẹp cho nhau đúng không? Còn giờ đàn ông làm đẹp cho nhau vậy đó. Đàn bà mình tự làm đẹp không ạ? À? Xong cho anh Chí. Vô luôn hả? Ô. Ôi. Mình hưởng tất cả các dịch vụ à. Vẫn còn hình như là nhắn trắng nữa đúng không anh? Anh Chí anh có mấy cái bút hay thì khỏe trên đầu à. Ăn màu và gố luôn. Anh Chí à, anh rất đam mê với cái đầu của người khác. Khi mà nhìn cái gương mặt của anh Chí lúc mà anh Chí đang làm á, mình cảm giác được cái sự tâm huyết rất là tập trung, mặc dù là làm free không có tiền mà cô cậu vẫn rất là có tâm. À, không có tiền mà cái tâm là tốt rồi anh Chí. Có tiền là anh tập trung vô tiền phải không? Làm có tiền nghĩ là không lấy tiền đi nhậu mà. Con dinh nổi nhất bữa nay luôn. Ổn định chưa? Ổn định chưa? Xô quán coi nè. Quay qua đây coi. Ra xô hình đi, ra xô hình đi đây. Xô thực phẩm đi. Ra đây tôi coi, tôi xanh ra tôi hốt đi các bạn đi. Trời ơi, chắc quá là ngoài nha. Nãy giờ không biết là bao nhiêu người lớn tuổi. Bây giờ tôi ra tôi cho mọi người chia. Trước giờ là ngáo mà. Trời ơi, dễ quá anh ơi, dễ quá anh ơi. Ổn, xuất sắc. Đẹp chưa? Mấy chị anh gọi đầu mai gặp chị đi. Mọi người muốn thì hãy tới quán salon Vũ Trí Barber Shop nha. Sẽ được biết thế nào là... Anh này, anh Vũ đây, hai anh em rồi. Đây là Trí và đây là Vũ. Bạn sẽ biết thế nào là thế giới của barber đẳng cấp Việt Nam. Ê Trông, chào 500 anh em á, 600-700 anh em ấy rồi. Xin chào. Ê, à, để tôi... Bữa nay là ngày lễ của tụi tôi nè men. Ngày Tết của tụi tôi. À để tôi sạc pin rồi chiều tôi livestream tiếp nha. Điện thoại tôi chỉ còn mấy phần trăm pin thôi. Vậy nha bà con.
xíu là chim tiếp.